Mức phạt nào cho Ngọc Trinh khi tạo dáng lái mô tô nguy hiểm? Động thái mới trong vụ bữa ăn 800.000 đồng của đội tuyển bóng bàn trẻ. Mối quan hệ giữa các thành viên Blackpink không còn như trước. Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin cuối ngày, ngày 9 tháng 10 năm 2023 của Hoàng Châu Channel. Sau đây là bản tin tổng hợp các tin tức chính nổi bật nhất trong 24 giờ qua ở tại nước ta và trên thế giới. Nếu thấy hay, bổ ích, đừng quên ấn đăng ký kênh và để lại bình luận để tạo động lực chuyện ngũ của chúng tôi. Mức phạt nào cho Ngọc Trinh khi tạo dáng lái mô tô nguy hiểm? Các luật sư cho rằng, ngoài việc xem xét xử phạt người mẫu Ngọc Trinh vi phạm luật giao thông đường bộ, cơ quan chức năng cũng cần làm việc với chủ phương tiện và người huấn luyện. Liên quan đến việc người mẫu Ngọc Trinh, tên đầy đủ là Trần Thị Ngọc Trinh, 34 tuổi, lái mô tô tốc độ cao trong tư thế đứng, thả hai tay và ngồi vắt hai chân sang một bên tại khu vực nóc hầm Thủ Thiêm, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức. Các luật sư cho rằng hành động của nữ tài xế đã vi phạm luật giao thông đường bộ. Luật sư Trương Văn Tuấn, văn phòng luật sư Trạm Sài Gòn cho biết, đối với người điều khiển mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 175cm3 trở lên, phải có giấy phép lái xe hạng A2 theo quy định tại Điều 59 Luật Giao thông Đường bộ năm 2008. Nếu không có giấy phép lái xe hoặc có giấy phép lái xe mô tô không phù hợp với loại xe đang điều khiển này thì sẽ bị phạt tiền từ 4 cho đến 5 triệu đồng theo quy định tại điểm A hoặc điểm B khoản 7 Nghị định 100 năm 2019 NĐ-CP sửa đổi bổ sung 7 Nghị định 123 năm 2021 NĐ-CP. Luật sư Trần Minh Hùng, trưởng văn phòng luật sư gia đình Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo điểm A khoản 8 điều 6 Nghị định 100/2019 được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 123/2021, hành vi buông cả hai tay khi đang điều khiển xe, nằm trên yên xe điều khiển xe sẽ bị phạt tiền từ 6 cho đến 8 triệu đồng, bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 cho đến 4 tháng và bị tạm giữ phương tiện tối đa đến 7 ngày trước khi ra quyết định xử phạt. Ngoài ra, cơ quan chức năng cần xem xét người điều khiển mô tô có giấy phép lái xe phù hợp với phương tiện đang điều khiển hay không. Mức phạt lỗi không có bằng lái xe với xe máy tại Nghị định số 123 năm 2021, phạt tiền từ 4 đến 5 triệu đồng đối với người điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 175cm3, tạm giữ phương tiện 7 ngày. Chuyển sang tin tức tiếp theo, động thái mới trong vụ bữa ăn 800.000 đồng của đội tuyển bóng bàn trẻ. Tất cả những cá nhân tập thể liên quan tới vụ việc vận động viên bóng bàn đội tuyển trẻ quốc gia kêu đói gây xôn xao dư luận vừa qua đều phải giải trình báo cáo bộ trước ngày 15 tháng 10. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không hài lòng khi xảy ra vụ việc các vận động viên bóng bàn đội tuyển trẻ quốc gia kêu đói, đồng thời có những thông tin liên quan tới việc huấn luyện viên trưởng cắt xén tiền ăn của học trò. Trước ngày 15 tháng 10, tất cả các cá nhân tập thể liên quan phải có giải trình. Sau khi xác minh các sai phạm nếu có, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ có xử lý nghiêm minh đối với những trường hợp vi phạm theo đúng quy định. Đồng thời, khi có kết quả cuối cùng, Cục Thể dục Thể thao sẽ có phản hồi tới các cơ quan báo chí trong thời gian sớm nhất. Trao đổi về vụ việc ở đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Đặng Hà Việt cho biết, chúng tôi coi đây là bài học lớn và sẽ khẩn trương tiến hành rà soát thật kỹ lưỡng về việc tập huấn của các đội tuyển. Đây thực sự là một lời cảnh tỉnh dành cho những người quản lý, những người làm công tác huấn luyện nhưng lại không dành sự quan tâm cho các vận động viên, chỉ quan tâm lợi ích cá nhân và bỏ qua những vấn đề khác, trong đó có vấn đề đời sống và sinh hoạt của vận động viên. Được biết, Cục Thể dục Thể thao sẽ họp sau khi đoàn thể thao trở về từ ASEAN 19 tại Hàng Châu, Trung Quốc để thống nhất lại kế hoạch tập huấn của các đội tuyển quốc gia, siết chặt hơn nữa, không chỉ về chuyên môn mà còn về vấn đề dinh dưỡng. Trước đó, Cục Thể dục Thể thao quyết định trảm toàn bộ ban huấn luyện đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia. Theo đó, huấn luyện viên trưởng Bùi Xuân Hà, quân đội và huấn luyện viên Tô Minh, thành phố Hồ Chí Minh, trợ lý đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia bị cách chức. Thay thế hai huấn luyện viên này là ông Vũ Văn Trung Hà Nội và ông Vũ Đình Tuấn, Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội. Cục Thể dục Thể thao khẳng định sẽ nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục những vấn đề còn tồn tại trong công tác quản lý, chỉ đạo tập huấn các đội tuyển nói chung, đội tuyển trẻ bóng bàn quốc gia nói riêng. Tin tức cuối cùng, mối quan hệ giữa các thành viên Blackpink không còn như trước. Khoản tiền gia hạn hợp đồng của Lisa với YG được đồn đoán lên mức khủng, khiến người hâm mộ nghi ngờ cô sẽ sớm rời công ty. Việc khán giả được chứng kiến Blackpink với tư cách một nhóm hoàn chỉnh được nhận định không mấy khả thi. Lee Jin-ho, từng là phóng viên thể thao và giải trí cho Sports Illustrated, đã chia sẻ câu chuyện về hợp đồng của Blackpink trên kênh YouTube cá nhân ngày 7 tháng 10 và nhận được sự quan tâm lớn.
Thông tin này nhanh chóng chiếm vị trí số 1 trên trang tin tức giải trí của Naver. YouTuber này cho biết có vẻ như hợp đồng cá nhân giữa các thành viên và YG thực sự đã trở nên khó khăn. Có thông tin các thành viên Blackpink đã thành lập công ty quản lý riêng. Một số cho hay cha mẹ của các thành viên đang thảo luận với nhiều nhà đầu tư. Nhắc đến năm buổi biểu diễn của Lisa tại quán bar thoát y Crazy Heart, Lee Jin-ho nói Lisa đang có bước đi táo bạo. Nếu hợp đồng của cô ấy với YG được gia hạn, Lisa sẽ khó xuất hiện trên show diễn như vậy nữa. Về giả thuyết, Lisa nhận được lời đề nghị trị giá 50 tỷ won từ công ty nước ngoài. Lee Jin-ho cho biết, đúng là các thành viên Jisoo, Jennie và Rowe nhận được nhiều sự chú ý hơn ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, vai trò của Lisa trong việc đóng góp vào thành công toàn cầu của Blackpink cũng khá lớn, anh giải thích. Theo nguồn tin riêng của Lee Jin-ho, giá trị thị trường của Lisa được báo cáo là vượt quá 100 tỷ won, tức khoảng 73,9 triệu USD, vượt xa mốc 50 tỷ won. Mặc dù K-pop vô cùng nổi tiếng trên toàn thế giới, nhưng việc đầu tư 100 đến 200 tỷ won vào một thành viên là thách thức lớn. Nhiều người hâm mộ nuôi hy vọng Blackpink vẫn tiếp tục duy trì hoạt động nhóm nếu rời YG. Một số nhóm nhạc như Mamamoo, SNSD nỗ lực giữ tên nhóm theo cách này, nhưng để các thành viên hoạt động chung là rất khó. Lee Jin-ho chia sẻ thêm, khán giả có thể thấy Blackpink với tư cách là nhóm nhạc cho đến hết năm nay, nhưng bắt đầu từ năm sau khi các cô gái ký hợp đồng cá nhân, khó để khán giả được xem nhóm Blackpink hoàn chỉnh trong vài năm nữa. Tin tức trên đã khép lại bản tin của ngày hôm nay của chúng tôi. Các sự kiện nổi bật ở nước ta và trên thế giới sẽ được Hoàng Châu Channel cập nhật tại bản tin trưa vào lúc 13 giờ. Bản tin ngay vào lúc 20 giờ. Đừng quên theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức quan trọng nào. Xin kính chào và hẹn gặp lại.